Thưa quý vị, Công an Hà Nội mới đây khẳng định, thông tin mỗi năm có hơn 4.000 chiến sĩ xin ra khỏi ngành hiện đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây là không đúng sự thật. Công an Hà Nội cho biết, hai năm vừa qua, Công an Hà Nội đã tăng cường siết chặt kỳ cương, công tác quản lý cán bộ và mỗi năm kỷ luật 170 người trên tổng số 20.000 quân. Số lượng xuất ngũ xin nghỉ hưu trước tuổi duy trì vào khoảng 150 cho đến 160 người mỗi năm và không có gì đột biến. Việc cán bộ ra quân đa phần thuộc trường hợp trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức kém. Một số trường hợp khác do hoàn cảnh gia đình hoặc xin ra khỏi lực lượng để làm ăn buôn bán. Không có chuyện vì công an thành phố Hà Nội siết chặt kỷ luật kỷ cương mà nhiều cán bộ chiến sĩ xin xuất ngũ.